Rồi, câu số 6 nè. Đây là toán thực thực tế nha các bạn. Thực tế nè. Thứ nhất các bạn nhớ cái nội dung, đọc 3 4 lần giúp lỡ đi ạ. Rồi, một cái bồn nước sạch cho khu dân cư gồm có 200 hộ đó, 200 hộ dân. Bồn chứa nước có hình dạng như thế này, hình dạng như thế này, để là vẽ lại nè. Cái bồn chứa, cái bồn tưới cây đó các bạn, cái bồn nước mà tưới cây á, các bạn hình dung không ạ? Bồn tưới cây đó. Đây là 3,62 mét nè. Đúng rồi, 3,62 mét hay cm các bạn để lại chút nha. Rồi đúng rồi, mét nha các bạn. Mét. Mét. Rồi, hàng này đường kính là 1,8 mét nè. Rồi. Mỗi đầu của nó là hai nửa hình cầu nè. Biết rằng bồn chứa đầy nước và lượng nước chia đều cho mỗi hộ, được chưa ạ? Các bạn tính thể tích của cái bồn này trước, sau đó chia đều cho mỗi hộ thì chia cho 200 nha. Đó, 200. Thì thứ nhất nè, các bạn phải tính được bởi vì các bạn hai bên đây là hình cầu đúng không? Các bạn phải thuộc công thức V cầu. Đó, V hình cầu sẽ bằng 4/3 pi nhân R mũ mũ 3. Vậy các bạn phải cần có bán kính, được chưa ạ? Bán kính. Và hình giữa này là một khối gì ạ? Một khối trụ là cái giống ống nước của mình á, được chưa ạ? Thì sẽ bằng gì ạ? V trụ sẽ bằng gì ạ? Bằng h nè, là chiều cao nè, nhân cho diện tích đáy. Đó, diện tích đáy, mà diện tích đáy của hình trụ chính là diện tích của hình tròn đó các bạn. Hình tròn thì bằng pi nhân R bình. Đó, các bạn phải thuộc công thức nha. Rồi, vậy thứ nhất để mình phải tính được bán kính hình cầu là thì ta lấy đường kính chia 2 ra 0,9 mét. Sau đó các bạn tính thể tích hai cái nửa khối cầu này, thì hai nửa khối cầu này ráp lại chính là một khối cầu nha các bạn. Vậy ta tính thể tích khối cầu đó, hoặc là hình cầu là, thì sẽ bằng V cầu sẽ bằng V hình cầu nha các bạn, ghi đàng hoàng nha. Đó, V hình cầu bằng 4/3 nhân pi nhân R mũ 3 sẽ bằng 4/3 nhân pi nhân thì ở đây nha các bạn, nhớ pi của mình tùy vào giáo viên người ta ghi là 3,14 đó nha các bạn, tùy vào giáo viên nha. Đó, pi là 3,14 đó các bạn, nhiều lúc các bạn không biết pi là gì nữa. Đó là 0,9 tất cả mũ 2 bằng ra kết quả. Tiếp tục ta tính thể tích của khối trụ này thì khi các bạn dựng ngược lại nè, đó thì đây là chiều cao nè các bạn, từ đây tới đây gọi là chiều cao nè, còn cái diện đây, cái mặt đáy nè, đó là một cái hình tròn, bán kính là 0,9. Đó, thì ta tính thể tích khối trụ là, đó thì sẽ V bằng hình trụ sẽ bằng chiều cao đây 3,62 nhân diện tích của mặt đáy nè, đây là diện tích của mặt đáy là ngay chỗ này nè, thì bằng pi nhân R mũ 2 đó, bình phương. Rồi các bạn tính ra đơn vị là mét khối nha. Ở bên đây cũng là đơn vị là gì ạ? Là mét khối nha, mét khối. Sau đó các bạn tính thể tích cái bồn thì ta lấy cái chỗ này nè cộng với chỗ này, thấy chưa, lấy hai đó cộng lại thì ra được mét khối. Sau đó mét khối các bạn làm ơn làm phước đổi qua decimet khối, được chưa, nhân thêm một ngàn, thấy chưa, bởi vì 1 lít là 1 decimet khối nha các bạn, đổi qua lít. Đây là thể tích của cái bồn, vậy muốn đi tính thể tích của một hộ thì ta lấy cái thằng này nè, lấy kết quả thằng này nè, chia cho 200, bởi vì có 200 hộ nha các bạn, đơn vị là lít, được chưa, ok không ạ? Và các bạn đáp số nha các bạn.